Chào cô Tina. Hôm nay việc làm nhiều không cô? Dạ cũng nhiều chú. Ta mới giao hàng, con phải thống kê lại. Tôi lao đằng trước. Dạ. Nước về, nước về, nước về. Đây, nước của em đây Tina ơi. Cảm ơn anh. À, chào chú tổ trưởng bảo vệ. Dạ. Có đôi bàn tay vàng. Chưa có bằng chứng gì hết. Câu đừng ăn nói hồ đồ nha. Hồ đồ gì? Bây giờ tôi thích nói như vậy á. Rồi ông làm gì tôi? Ở đây còn nè, lao đây tôi cái. Ơi, ông làm gì vậy? Trời, chú. Tôi tuột tay. Tuột tay kiểu gì? Ông đừng kiếm chuyện với tôi nghe chưa, nha. Thôi, anh cũng lanh quá à. Chưa có gì rõ ràng hết, anh nói như vậy. Có ngày bị đánh nữa giờ. Trời, bị đánh cái gì? Nè, bữa nay á, ổng không có đồng minh thì mắc mớ gì mình phải sợ. Đồng minh là ai? Thằng Lâm. Nó xin nghỉ 3 ngày rồi. Anh nói em nghe nha, nhiều khi á, nó là cặp bay trụng với ổng. Hai người cùng nhau phối hợp nhịp nhàng. Bây giờ nó thấy vậy nó trốn về quê trước. Không có biết gì cũng nói nữa. Anh Lượm anh xin em nghỉ làm để bữa nay ảnh về cái máy ấm của ảnh thăm mấy đứa nhỏ. Anh á hả? Coi chừng cái môi trên của anh nha, nó sưng bằng cái môi dưới luôn. Sao bây giờ á? Bây giờ tới giờ trưa rồi đó. Chở em ra cái gì nha. Thôi, em phải đây canh cái đống này lỡ nữa làm sao. Tôi tìm được rồi nè. Tìm được gì? Cô Tina, tôi tìm được. Ông ăn cắp cái gì nữa đúng không? Mới vô ăn cắp cái gì đúng không? Tôi tìm được cái đồng hồ của sếp nè. Giờ tôi đi báo cho sếp hay. Chú. Ủa sao? Đứng lại. Chú. Giờ đây nè sếp. Sếp. Gì? Coi kỹ kỹ. Tôi còn cái ruột không? Không có ruột sao chạy? Tôi không hiểu làm sao mà cậu Cường cứ soi mói cái việc làm này hoài. Cái đồng hồ này á là tôi lụm quá. Tôi mừng quá, tôi tới tôi báo cho sếp hay. Lụm ở đâu? Lụm đâu? Dạ, tôi lao dọn á, tôi thấy nó nằm ở dưới chậu cây ngay hành lang á. Thành ra tôi mới mang lại cho sếp á. Rồi, hay không? Hay không? Canh đúng chỗ không sếp? Canh ngay cái chỗ mà camera hư lụm. Ai đâu biết, đúng chưa? Anh sao á? Bây giờ chú Sĩ kiếm được cái đồng hồ rồi thì chứng tỏ chú Sĩ không phải là người ăn cắp. Cái chuyện không phải như em nghĩ đơn giản đâu nha. Nó còn tày quầy nữa, ngồi ở đó mà chứng kiến đi. Bây giờ cái chuyện nó rõ ràng như vậy rồi, camera mình cũng không có trách được. Thì coi như bây giờ chú Sĩ bị oan ức, không phải là người ăn cắp là xong. Em không biết cái gì chứ, em ngu lắm. Trời ơi, anh mới là người ngu, anh nói ai ngu vậy hả? Thôi. Gì cái lộn gì trời. Cô này làm gì? Đi theo hóng chuyện. Rảnh lắm. Chuyện này không có người hóng. Cái chuyện cần là ngoài lễ tân kìa. Cô vô đây ai tiếp khách? Thôi có con quên. Vậy giờ con đi ra. Ừ. Đi cho bớt ồn. Biết cái công ty này nói nhiều quá ai cũng ồn. Bây giờ còn lại hai người trong cái vụ này nè. Nói tôi nghe coi. Đồ đuôi sao? Rõ ràng lắm sếp. Chuyện rõ như ban ngày. Khỏi cần suy xét gì hết trơn. Sao? Đây là bây giờ cái vụ án là mất cái đồng hồ đúng không? Ừ. Ai là người bị tình nghi? Ổng. Ổng chứ ai? Ừ. Mà bây giờ tìm được cái đồng hồ là ai? Cũng là ổng chứ ai? Vậy quá rõ ràng rồi. Thấy chưa? Thấy không? Quá rõ ràng là biết ai lấy liền. Cậu ấy cần phải điều tra gì nữa chứ. Cậu đừng nói tầm bậy tầm bạ nghe. Tôi nói tầm bậy tầm bạ nào? Sao cái gì cậu cũng đổ lỗi tôi vậy? Nó đúng mà, đúng như chứng mắt tôi mà. Tôi đã nói cái đồng hồ này á là tôi lượm ở hành lang ngay cái chậu cây đó. Không tin mấy người check camera lại đi. Quang nữa, nó quang đường, nó chỉ quang đường. Tại sao cái đồng hồ nằm ở đó mà nhiều người người ta đi qua lại không thấy mà ổng lại thấy? Đó, chứng tỏ là ổng giấu, ổng mới biết, ổng mới thấy. Cậu yên cái miệng cậu lại đi. Tôi là lao công, tôi lao dọn, tôi phải lao dọn trong ngách, trong kẹt. Tôi lao dọn vậy tôi mới phát hiện ra cái đồng hồ. Cái này là trời Phật thương tôi nè. Trời Phật hại ông thì có. Cậu nói nữa, tôi không có nhịn cậu đâu nghe. Cậu nói gì tôi? Cậu muốn gì? Nè. Muốn vô đây nè. Tào lao. Dạ. Sao suối nó quýnh tao? Thì đó, nếu không dám suối. Chuyện đâu còn có đó. Tôi nói chuyện là phải có lý lẽ đàng hoàng. Đây là công ty, nơi lịch sự văn minh. Ngoài cái chợ, muốn làm loạn hả? Cái thư này văn minh không được. Ủa gì ở đây? Ai làm loạn? Rồi, tôi ra liền. Có người làm loạn công ty mình. Đi ra. Em ơi, bình tĩnh. Được. Ê, em ơi, có gì bình tĩnh nói em ơi. Được. Bình tĩnh không? Cái lúc mà mấy người vu khống ba tôi á, mấy người có bình tĩnh không? Bình tĩnh. Ai vu khống ba tôi ăn cắp? Bước ra đây. Con tới đây chi vậy? Con tới đây đòi lại công bằng cho ba. Nói đi. Ở đây ai vu khống ba? Ai? Em ơi, em. Điện ra. Ai vu khống ba tôi? Bước ra đây.
Không phải chị. Đứa nào? Không phải đứa chị. Đứa này nè. Là tôi đây. Giám đốc tòa nhà Lộc Phát. Côn đồ ở đâu vô quậy phá vậy? Hả? Dạ con của tôi đây sếp. Xin lỗi chú đi. Mà chú, chú lớn tuổi rồi, chú ăn nói phải suy nghĩ chứ. Tự nhiên chú vô hóng bà tôi ăn cắp là sao? Cái mặt nhìn như Nobita mà phong thái như cô hồn cắt đảng mà chợ. Tại sao vậy? Ông sĩ. Dạ tôi thật xin lỗi sếp. Con đi về đi. Con phải gọi là công bằng cho ba. Công bằng gì? Nè nè nè. Hồi nãy giờ tao thấy mày nhỏ tao không lên tiếng nha. Mày nói chuyện với sếp tao mà mày nhìn nhìn cái mặt hả? 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 Rồi sao? Đúng là ba cũng dài mày thiệt chứ. Nói gì vậy? Tao nói mày thôi nha. Muốn gì? Muốn gì? Muốn chơi hả? Mày muốn chơi hả? Hả? Thôi, chơi không? Muốn chơi không? Chơi không? Chơi không? Thôi ai vậy? Anh nói mày thôi. Không có gây gỗ ở đây. Chuyện ba làm ba chịu. Ba mày ăn cắp rành rành. Thì tao nói ba mày ăn cắp. Bằng chứng đâu? Bằng chứng hả? Bằng chứng hả? Mày là cái thá gì tao đưa một bằng chứng cho mày coi hả? Là thá gì không? Có đáng gì? Thôi, thôi, thôi. Trời ơi, quất nó thôi. Thôi, thôi. Trời ơi, trời ơi, thôi, thôi. Đổ mày lên. Chứ mày tưởng sợ hả? Tao sợ mày hả? Ủa sếp. Lại hai ông nội. Lại hai ông nội. Dạ, tại hai ông nội. Nó nóng gì ba nó. Nó đập đồ đã đành rồi. Mày mất mớ gì mày mày đập đồ? Nóng chưa sếp? Em nóng chưa? Mày nóng ai? Nóng nó. Mày nóng nó sao mày đập đồ tao? Tao liên quan gì chứ mày? Mày là nhân viên của tao mà. Đập nó. Cường. Đập nó. Nó đập lại. Trời đất ơi. Hay bay. Tao chưa biết cái giờ ai lợi ai hại mày. Bây giờ tao hại trước rồi nè. Dạ con xin lỗi sếp. Bây giờ mày đi về đi. Chuyện của ba đi ba lo. Còn phải được đòi lại bằng chứng với ba. Tôi lôi bằng chứng cho mấy người coi. Để mấy người hài lòng. Rồi sau đó mấy người phải chịu trách nhiệm trước cái đống xà bần này. Không. Đây bằng chứng nằm đây. Tao nói mày nghe nè. Ba mày lại ở đây. Ba mày biết chắc chắn tới lúc đó là camera sẽ bị hư. Cho nên ba mày dựa vô đó. Ba mày lập kế hoạch ở đó. Ba mày ăn cắp ở đó. Mày hiểu chưa? Nè. Không có hình ảnh. Không có bằng chứng rõ ràng. Tại sao mấy người không kêu người sửa camera? Kêu sửa camera hả? Ông bữa có kêu hả? Tiếp sửa nè. Mà ông không kêu sửa.